Sáu trẻ mù lần đầu được gọi vào đội tuyển Thụy Điển. Tiền vệ trẻ Anthony Elanga của Manchester United vừa đón nhận tin vui, đó là anh đã có lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Thụy Điển, đội bóng chuẩn bị so tài với đội tuyển Cộng hòa Séc ở vòng playoff vòng loại World Cup 2022. Elanga mang quốc tịch Thụy Điển, nhưng anh mang trong mình dòng máu Cameroon. Bố của anh là cựu hậu vệ Joseph Elanga từng vòng chung kết World Cup năm 1998 cùng đội tuyển Cameroon. Trước đây có thời gian chơi bóng tại Thụy Điển cho MU. Theo thông tin được MU xác nhận trên trang web chính thức của câu lạc bộ, chính huấn luyện viên Jens Andersen của đội tuyển Thụy Điển đã thông báo về việc triệu tập Elanga cho trận đấu với đội tuyển Cộng hòa Séc ở cuộc họp báo mới đây. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 25 tháng 3 tới. Nếu vượt qua đội tuyển Cộng hòa Séc, Thụy Điển sẽ đụng độ tiếp Ba Lan trong hành trình tìm tấm vé tham dự giải đấu được tổ chức trên đất Qatar vào cuối năm nay. Được hỏi tại sao lại đặt niềm tin vào cầu thủ mới chỉ 19 tuổi như Elanga, huấn luyện viên Andersen cho biết: "Chúng tôi luôn theo sát mọi bước tiến của Elanga và biết rằng cậu ấy đã gây ấn tượng rất tốt ở MU lẫn cả đội tuyển U21 Thụy Điển. Gần đây, tôi đã liên hệ với Elanga và cảm thấy hào hứng với việc cho cậu ấy cơ hội hoặc áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới." Ngoài Elanga, một cầu thủ khác của MU là trung vệ Victor Lindelof đang là thủ quân đội tuyển Thụy Điển cũng được huấn luyện viên Alisson triệu tập cho đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, dù đã 40 tuổi, song cựu tiền đạo của MU giờ đang chơi bóng tại Italia cho AC Milan là Zlatan Ibrahimovic có tên trong danh sách của đội tuyển Thụy Điển cho cuộc so tài với đội tuyển Cộng hòa Séc. Harry Maguire đáp trả tin đồn phóng thay đồ MU bất ổn. Đội trưởng của Manchester United Harry Maguire đáp trả những tin đồn về tình trạng bất ổn phòng thay đồ ở câu lạc bộ sau khi Quỷ Đỏ rời UEFA Champions League cực kỳ đáng thất vọng sau khi thất bại ngay trên sân nhà trước Atletico Madrid đêm qua. Manchester United dù được chơi trên sân nhà và có sự hưng phấn nhất định sau chiến thắng trước Tottenham Hotspur cuối tuần trước, nhưng đã không thể hiện được quá nhiều ở màn tái đấu với Atletico Madrid trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Thất bại tối thiểu trước nhà vô địch La Liga khiến Manchester United dừng bước tại vòng 1/8 và trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp trắng tay trên mọi đấu trường. Đây là kết quả mới nhất trong chuỗi kết quả kém cỏi và đôi khi gây sốc cho Quỷ Đỏ mùa này, bao gồm thất bại nặng nề trên sân nhà trước đối thủ Liverpool và Man City, cũng như thất bại tâm phục, khẩu phục trước nửa xanh thành Manchester ở trận derby cách đây không lâu trên sân vận động Etihad. Kể từ khi huấn luyện viên Ralf Rangnick nên thay thế Ole Gunnar Solskjaer đã không ngừng có những tin đồn về sự bất ổn trong vòng thay đồ của câu lạc bộ, bao gồm sự bất bình khi tiếp tục lựa chọn trung vệ Maguire làm thủ quân đội bóng và thường xuyên bố trí anh đá chính ngay từ đầu. Đêm qua đã có những tiếng huýt sáo, la ó, chế nhạo có thể nghe thấy từ đội bóng khi anh bị thay ra ở những phút cuối trận để củng cố cho mặt trận tấn công, và Maguire phải đối mặt với rất nhiều những câu hỏi về những gì diễn ra ở hậu trường sau trận đấu. "Không có vấn đề gì trong vòng thay đồ", Maguire nhấn mạnh. "Khi bạn chơi bóng cho câu lạc bộ này, luôn có những thông tin và rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông, nó không liên quan gì đến kết quả trận đấu." Truyền thông Anh thừa nhận rằng Manchester United không xứng đáng tiến vào trận tứ kết Champions League vì họ đã chơi không đủ tốt trong cả hai lượt trận đi và về. "Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với tư cách là một đội. Chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi nợ câu lạc bộ, nợ người hâm mộ. Chúng tôi phải nhìn lại bản thân với tư cách là những cầu thủ. Các cầu thủ đã cống hiến mọi thứ, nhưng cuối cùng điều đó là chưa đủ. Chúng tôi đã chơi chưa đủ tốt ở mùa giải này", Maguire nói thêm. Antonio Cassano, Ronaldo, Xavi, Inzaghi hay Cherege. Cựu tiền đạo Italia Antonio Cassano cho rằng số bàn thắng kỷ lục không chứng minh Cristiano Ronaldo là một trong các cầu thủ giỏi nhất. "Tôi phải ngả mũ khi Ronaldo ghi được 807 bàn, nhưng cậu ấy không phải cầu thủ hay bậc nhất thế giới", Cassano nói trên Bobo TV. "Đúng là cậu ấy là tiền đạo khỏe, ghi nhiều bàn và đoạt nhiều danh hiệu. Nhưng Ronaldo giống như Inzaghi và David Trezeguet, họ đều tài năng, nhưng để chơi bóng đá cần thịnh hứ gì đó khác. Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử với 807 bàn sau cú hat-trick vào lưới Tottenham ở ngoại hạng Anh hôm 12 tháng 3. Tuy nhiên, anh không ghi bàn nào khi MU bị Atletico Madrid loại ở vòng 1/8 UEFA Champions League tối ngày 15 tháng 3. Bàn thắng không định nghĩa một cầu thủ giỏi", Cassano nói thêm. "Andres Iniesta không ghi đến 60 bàn, còn Zidane không ghi quá 100 bàn, nhưng họ đều là những thiên tài tạo ra lịch sử bóng đá. Đây không phải lần đầu Cassano chia Ronaldo. Tháng 10 năm 2021, anh loại siêu sao 37 tuổi khỏi top 5 cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá.
5 người được anh chọn là Messi, Pele, Maradona, Johan Cruyff và Ronaldo Nazario. Khi Ronaldo chơi bóng tại Juve giai đoạn 2018-2021, Cassano cũng cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha ích kỷ và hay gây vấn đề lớn cho huấn luyện viên. Cassano từng chơi cho nhiều câu lạc bộ mạnh ở Italia như Roma ở Tây Ban Nha, như là Real hay Italia, đó là AC Milan và Inter Milan. Tiền đạo người Italia ghi 150 bàn qua 553 trận đấu trong sự nghiệp giai đoạn 1999-2016, anh vô địch La Liga năm 2007 và Serie A năm 2011.